Phải tìm coi đối tượng đó thử trong 1-2 ngày họ thích bộ môn gì, họ có khiếu như thế nào thì mình sẽ truyền đạt lại cho họ bằng một cái cách đúng cái sở thích của họ. Anh em được gọi là Tuấn Anh Bình Hơn. Mình đứng nơi đây thì cũng là một người thầy truyền đạt lại cho các em trong 2 năm nay rồi. Thường là thầy hay hỏi trước tiên là em đã biết gì về tóc chưa, rồi sao em lại thích cái bộ môn này rồi đến ngành tóc này. Thì lúc nào bắt đầu bước vô thì thầy luôn hỏi như vậy và thầy chia sẻ và cho các em học thử, và lúc đó các em mới cảm thấy thích thú và thấm. Trong cuộc sống con người thì bản tính của con người thì giống như là người ta thường có câu là 9 người 10 ý, thì chẳng có ai giống ý ai hết. Vậy thì làm sao mà trong lớp mấy chục người như vậy, mấy chục em như vậy thì bản tính của các em cũng đều khác như nhau, không có giống nhau cả. Thì mình dạy em này làm sao để cho em này hiểu được bài, nghe được, rồi tới những em khác tiếp thu bài nhanh hay chậm. Có người thì giỏi về bên tông đơ phay, có người giỏi về bên tattoo here, có người giỏi về bên kéo luộc, có người đam mê về bên sấy. Thế bây giờ mình không tìm hiểu được người đó đam mê về bên bộ môn gì, mình cứ ép họ học những cái họ không thích, giống như là mình đang đi hướng sai. Đó là cái để dạy nghề cho các em, mỗi một người có một cái cách khác nhau như vậy. Mỗi một người có một cái bản tính, một cái tiếp thu nó khác nhau. Đâu phải là họ tiếp thu chậm mà là họ kém hoàn toàn, chưa chắc. Những người tiếp thu chậm sau này họ sẽ có những cái hay hơn với những người tiếp thu nhanh. Nên từ cái chỗ đấy là những em tiếp thu nhanh cần phải coi lại những em tiếp thu chậm có những cái gì hay mình học lại, và những em tiếp thu chậm phải học lại những em tiếp thu nhanh có những cái gì. Mỗi người họ có một cái hay của người ta. Nếu các em mà nhìn ra được cái điều đấy thì cần phải học nhau, chia sẻ nhau, cũng như thầy chia sẻ đến cho các em. Thì điều đó các em cùng đua nhau để vươn lên cái tầm vóc của mình, gói ghém trong 6 tháng rất tốt.